Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Trong tầm giá 6,8 triệu đồng bây giờ các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên thì với cái tiêu đề video này mình lại đưa ra chiếc Samsung Galaxy Note 8. Vậy thì chiếc máy này có những cái điểm gì ngon nghẻ mà đáng để các bạn phải bỏ tiền ra mua? Hãy cùng mình tìm hiểu điều đó ở trong video này nhá. Bạn nào quan tâm đến Samsung Galaxy Note 8 thì đừng quên truy cập đường link của Di Động Việt mình để phần mô tả của video. Di Động Việt đang có mức giá rất tốt cho Samsung Galaxy Note 8. Cái điểm đầu tiên mình muốn nói đó chính là sự cao cấp trong thiết kế của chiếc máy này. Bởi vì dòng Note luôn luôn là dòng được Samsung chăm chút nên các bạn sẽ thấy rằng là những cái gì ở trên dòng Note nó luôn luôn là cái tinh túy của Samsung đúng vào cái năm ra mắt. Và như vậy thì chiếc Samsung Galaxy Note 8 sẽ có những cái điểm cao cấp nhất của Samsung, độ hoàn thiện cũng là tốt nhất. Một chiếc máy có mặt lưng làm bằng kính như chiếc Note 8 này thì năm 2019 các bạn cầm ra đường vẫn rất là ok, nó không bị lạc hậu một chút nào cả bởi vì cái trend của năm nay là mặt lưng làm bằng kính. Đấy các bạn thấy không, Note 10 Plus năm nay cũng làm bằng kính, chỉ có điều là cái mặt lưng kính của Note 10 Plus đổi màu thôi, còn trên Note 8 của chúng ta thì nó không đổi màu được. Và cái sự cao cấp của chiếc máy này còn thể hiện ở khả năng kháng nước, đó chính là IP68. Cái này thì kể cả Note 9 này hay Note 10, Note 10 Plus thì vẫn là IP68 mà thôi. Ở trên Note 8 này còn một cái điểm mà mình nhắc luôn những bạn nào quan tâm, đó chính là vẫn được rưỡi jack cắm tai nghe 3.5. Mình cực kỳ thích cái jack cắm tai nghe này khi mình nghe nhạc, nó tiện lợi vô cùng luôn ấy. Còn cái việc mà dùng cổng chuyển làm cho mình đôi khi phải mua cổng chuyển này, hay là mình lại phải cắm thêm cái dây lòng ngoằng và nó hơi bất tiện. Cái điểm nổi bật tiếp theo mình muốn nói đó chính là độ phân giải của màn hình này lên tới là 2K+. Như vậy thì các bạn đang có màn hình có độ phân giải rất là lớn, dành cho những cái bạn nào mà thích xăm soi xem là màn hình có bị vỡ hạt này, màn hình này có bị rỗ hay không, thì trên Note 8 hoàn toàn đáp ứng yêu cầu này của bạn. Ngoài ra thì về kích thước, Note 8 sẽ có màn hình kích thước là 6,3 inch, đây là kích thước cũng khá là lớn đấy chứ. Đồng thời đây là màn hình Super AMOLED, vì vậy những bạn nào mà thích giải trí, xem phim, chơi game ở trên màn hình này cảm giác nó cũng đã hơn bởi vì màu sắc nó sẽ có phần nịnh mắt hơn. Điểm mạnh thứ ba của chúng ta đó chính là đến từ cây bút S Pen. Đây là cái thứ không thể nào thiếu trên dòng Note được rồi, và chắc chắn là trong cái tầm giá 6,8 triệu đồng các bạn mua những mẫu Android khác không bao giờ ở cây bút này. Vậy thì cây bút này có cái điểm gì mạnh? Các bạn chỉ cần mở menu ra thôi, ở trong này có rất là nhiều chức năng phụ này. Các bạn có thể ghi chú nhanh, các bạn có thể ghi lên màn hình, các bạn có thể viết tin nhắn động, các bạn có thể dịch trực tiếp. Cái dịch trực tiếp là cái mình hay dùng nhất, kiểu như bạn đang phân vân một cái chữ gì đó, bạn chỉ cần nhấn vào cái phần dịch này, sau đó bạn lập tức chỉ ngay vào cái chữ đó là có thể dịch được. Ví dụ như là mình dịch cái đoạn chữ tiếng Hàn này nhá. Đây mình sẽ chọn tiếng Hàn đi. Đấy các bạn thấy không, cổng thông tin video này, một cửa hàng, dịch rất là nhanh và cực kỳ thông minh. Đồng thời là với cây bút này thì những bạn nào muốn luyện chữ đẹp ở trên chiếc Note này cũng rất dễ. Các bạn chỉ cần mở cái phần ghi chú ra các bạn viết thôi. Có những cái phần mềm viết ghi chú rất đẹp nha. Có gì khi nào rảnh mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đây mình sẽ viết thử cho các bạn xem cái phần này. S Pen. Đó. Và nghiễm nhiên như vậy các bạn có một cái quyển sổ ghi chú điện tử vô cùng khổng lồ, ghi chú bao nhiêu cũng được. Chắc chắn với bộ nhớ của máy thì cho dù các bạn đang dùng bộ nhớ là 64 hay là 128 thì ghi chú cũng rất là thoải mái. Điểm nổi bật thứ ba của chúng ta đó là đến từ phần camera. Tất nhiên không phải selfie rồi, cái camera 8 megapixel này nó rất là bình thường anh em ạ. Nó sẽ là camera sau của chúng ta cơ. Đây để mình lật sang cho mọi người nhìn. Đó, ở phía sau này các bạn đang có bộ đôi camera kép có độ phân giải là 12 megapixel. Ô cái này ai cũng biết rồi nhỉ. Các bạn đều biết là một camera chính và một camera tele đúng không? Thế thì cái điểm nổi bật sẽ nằm ở chỗ là khẩu độ lớn nhất là f1.7. Như vậy thì các bạn có mang chiếc máy này ra mà chụp ảnh thiếu sáng thì cảm giác nó cũng rất là tự tin. Đồng thời là cái khả năng chống rung khi mà quay video ở trên Note 8 cũng khá là ổn, phù hợp với những bạn nào mà đang muốn làm vlog thế nhưng mà kinh tế bỏ ra nó lại chưa được nhiều lắm và đang hơi hạn hẹp. Về cấu hình và pin của chiếc máy này thì mình để ở cuối bởi vì đây không phải điểm nổi trội cho lắm. Khi mà nói về cấu hình ấy, thì các bạn mà chọn chip Exynos các bạn có chip 8895, còn các bạn mà chọn phiên bản của Mỹ các bạn sẽ có chip Snapdragon 835. Và tất nhiên đến đây thì những bạn nào mà thích cấu hình mạnh các bạn chọn chip Snap 835, còn những bạn nào mà thích hai sim thì bạn có thể là một sim phát mạng này, còn một sim để bạn nghe gọi chính thì bạn chọn chip Exynos. Cái gì thôi, có được có mất, cái thì được hai sim, cái thì được hiệu năng mạnh mẽ để các bạn chơi game ngon hơn. Đối với lại RAM và ROM thì trong tầm giá này các bạn sẽ mua được một chiếc máy có bộ nhớ RAM là 6GB và bộ nhớ ROM là 64GB. Anh em mà muốn bộ nhớ trong nhiều hơn thì em có thể nâng cấp lên cái mức giá nó nhỉnh hơn một chút. Về pin thì trên máy sẽ được trang bị một viên pin 3300mAh và có hỗ trợ các bạn sạc nhanh 15W, có hỗ trợ cả sạc không dây nữa. Tuy nhiên là viên pin 3300 này mình đã có dùng và mình thấy rằng là nó chỉ đủ cho một ngày làm việc của mình thôi, chứ nó không phải là quá thoải mái. Nếu như các bạn muốn một viên pin thoải mái hơn, dùng sướng hơn thì các bạn nên sử dụng viên pin 4000 ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 9. Ok, như vậy là kết thúc video của mình về chiếc Samsung Galaxy Note 8 này. Vậy trong cái tầm giá này các bạn có mua em nó không? Hãy cho mình biết ý kiến dưới phần bình luận của video nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.